sau đám cưới hoành tráng, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển làm điều này trong kỳ nghỉ lễ. Những tưởng Khánh Thi, Phan Hiển sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới hoành tráng như hóa ra, hai vợ chồng lại chọn làm một điều giản dị và ấm áp hơn thế. Sau đám cưới đình đám hôm ngày 22 tháng 12, Khánh Thi, Phan Hiển gần như kiệt sức bởi suốt cả tháng trời. Đôi vợ chồng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới và luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Vì vậy, khi đã hoàn thành được việc trọng đại một cách mỹ mãn, cả hai dành trọn thời gian nghỉ ngơi và ở bên hai con. Khánh Thi tâm sự, suốt năm 2022, vợ chồng cô có quá nhiều kế hoạch phải thực hiện, đó là SEA Games, tổ chức giải khiêu vũ thể thao quốc tế tại Đồng Nai hay sang nước ngoài để tham gia nhiều giải đấu quan trọng. Cả hai liên tiếp đi công tác, ít có thời gian ở nhà với hai con nên trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, cặp đôi tạm rời xa công việc để bù đắp cho Kobe và Anna. Mới đây, Khánh Thi, Phan Hiển cùng con trai Kobe đã đến trường cổ vũ cho Anna tham gia biểu diễn văn nghệ trong buổi tổng kết năm học. Đứng dưới sân khấu nhìn con nhảy, Phan Hiển bất ngờ khi thấy Anna rất năng động, hòa đồng ở trường học. Cô nhóc cũng thừa hưởng niềm đam mê khiêu vũ từ bố mẹ, nhưng cả Khánh Thi, Phan Hiển đều muốn hai con phát triển một cách tự nhiên chứ không ép buộc các con nối nghiệp. So với anh trai Kobe, từ nhỏ Anna đã ít nói, khó chịu và gần như luôn tỏ ra lạnh lùng mỗi lần bố mẹ rủ dê chụp hình gia đình. Biệt danh mợ chảnh của Anna cũng xuất phát từ đây. Tuy nhiên càng lớn, Anna càng thay đổi theo hướng tích cực khi cởi mở hay cười hơn. Nếu ở trên lớp, cô nhóc học hành rất chăm chỉ và dễ dàng kết bạn thì ở nhà, Anna lại hay bắt nạt anh trai. Khánh Thi vẫn than phiền rằng, vợ chồng cô luôn phải làm trọng tài hóa giải những tình huống cãi cọ, tranh giành đồ chơi của hai con. Hiện tại, hai bé ít trì trệ hơn bởi Kobe đã biết nhường nhịn, yêu chiều em gái. Sau buổi lễ tổng kết học kỳ của Anna, Khánh Thi, Phan Hiển lên kế hoạch đưa hai con đi du lịch Phú Quốc, Hội An để vun vén tình cảm gia đình. Suốt một năm trời, tôi chưa bao giờ có tâm trạng thoải mái khi đi du lịch bởi phải lo lắng quá nhiều công việc. Lần này, hai vợ chồng gần như không có bất cứ nỗi lo nào, hoàn toàn thả lỏng tinh thần để yêu thương, chăm sóc hai con. Mỗi chuyến đi lại giúp cho chúng tôi nhìn rõ hơn về sự trưởng thành, dạn dĩ của hai con và càng thấy trân trọng những giây phút cả nhà được vui vẻ bên nhau. Khánh Thi hạnh phúc tâm sự.